chào mừng quý vị khán giả thân thương của chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Pink House thực hiện. Ngày hôm nay thì Hoàng Oanh rất vui mừng khi được chào đón các vị khách mời quen thuộc với chương trình của chúng ta. Đầu tiên đó chính là ca sĩ diễn viên Tim. Và cô gái xinh đẹp bên cạnh Hoàng Oanh, diễn viên Diễm Phương. Và tất nhiên như mọi khi chúng ta không thể nào thiếu được tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Anh Quân ơi, hôm nay có một cái chủ đề rất là hay. Anh có được nghe về cái chủ đề đó chưa ạ? Trước khi bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay á, thì chắc là phải xin phép Hoàng Oanh để xin phép khách mời để cho anh được khảo sát một cái khảo sát nho nhỏ đối với khán giả về chủ đề ngày hôm nay nha. Dạ vâng ạ, xin mời anh. Dạ xin chào khán giả. Câu hỏi đầu tiên mà ngày hôm nay những người làm chương trình muốn đặt ra cho tất cả khán giả ở đây ha. Câu hỏi đó là kết hôn để làm gì? Rồi xin mời quý khán giả nào, xin mời bạn. Theo tôi nghĩ là trai lớn lên thì phải lấy vợ, mà gái lớn lên thì phải lấy chồng. Đó là cái truyền thống lâu đời của cha ông ta hồi xưa đến giờ. Và kết hôn là để mình tiếp nối truyền thống đó, đúng không bạn? Cảm ơn bạn. Dạ xin mời ý kiến của những khán giả khác ạ. Rồi mời em. Dạ thưa anh này, theo em thì những cái cặp đôi yêu nhau thì kết hôn giống như là đi đến cái đích đến cho một tình yêu đẹp. Một câu trả lời rất là hay, nó là một cái đích đến của một tình yêu đẹp. Cảm ơn em, không biết còn khán giả nào muốn chia sẻ thêm không ạ? Xin mời em. Dạ, em chào tiến sĩ. Theo em để mà nói thật thì em không muốn kết hôn. Tại sao vậy? Tại vì trong quan điểm của em á, em không muốn biến cái thước phim màu hồng của cuộc đời em trở thành màu xám. Bởi vì em nghĩ tình yêu sau hôn nhân á, nó là một tình yêu mang theo cả trách nhiệm và những ràng buộc. Em cảm thấy em là một người không thích hợp với tình yêu đó và em không muốn kết hôn. Một câu trả lời rất thú vị. Thế chị hỏi em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 19. Rồi cảm ơn khán giả. Đó là một cái khảo sát nho nhỏ mà chúng ta vừa được lắng nghe ý kiến từ khán giả rồi. Chắc là có rất là nhiều dữ liệu để ngày hôm nay chúng ta cùng nhau phân tích và trao đổi, đúng không Hoàng Anh? Dạ đúng rồi, rất là nhiều những ý kiến thú vị. Với anh Tim thì như thế nào? Thật sự anh cảm thấy là tất cả mọi người có cần nhất thiết trong cuộc đời là phải kết hôn hay không? Anh thấy là cái sự phấn khích của mọi người nhiều hơn thì anh cảm thấy là khá là bất ngờ, và đặc biệt là một cô gái 19 tuổi nữa. Em mới hiểu là bây giờ em chưa có tìm được đúng cái người mà mang đến cho em hiểu tình yêu là gì, nên cảm thấy hôn nhân là màu xám. Chứ mà khi mà em thấy là người mang đến cho em đúng tình yêu á, thì nó còn hơn cả màu hồng nữa. Màu hồng của em chưa phải là nhất đâu. Hồi trước á, tầm khoảng 20 hai mấy tuổi giống như bé vậy á. Rồi. Em cũng có một cái suy nghĩ là tất cả mọi thứ em có thể làm được. Vậy thì tại sao em phải cần có một người đàn ông ở bên cạnh? Cho đến một cái lứa tuổi thích hợp thì tự nhiên chị lại cảm thấy là muốn có một cái mái ấm, muốn có một gia đình. Mình lựa chọn một người yêu mình và mình cũng yêu người đó, và đúng sẵn rồi. Sàng cùng nhau thay đổi để mà có thể bên nhau và xây dựng cái tổ ấm cho mình. Cảm ơn rất nhiều. Ngay bây giờ hãy cùng đến với tình huống của Quyền Năng Phái Đẹp. Kết hôn để làm gì? Làm gì vậy? Dọn dẹp một xíu. Ngồi chơi. Trời đất ơi, sao qua mà không điện thoại báo trước để tao chuẩn bị đồ ăn tiếp đón đồ chứ mày. Chuẩn bị gì? Nhắn tin thì không thèm trả lời. Mày đặt chuẩn bị đi làm gần đây nè, rồi sẵn tiện qua thăm bà luôn. Tại vì thấy lâu rồi bà không có nói chuyện với lại mọi người nè. Đang chơi cái thử thách là 6 ngày 6 đêm dọn nhà đúng không? Get go. Get đi. Go gì mà get go. Nói thiệt nha, thân thiết tôi nói thiệt với bà luôn á. Phải chi mà cái thử thách đó mà có thiệt á, chỉ cần 6 ngày 6 đêm thôi tôi cũng sẽ cố gắng, tôi get go luôn. Nhưng mà thiệt sự á, là cái công chuyện của tôi là tôi nói thiệt, làm bây giờ phải thử thách suốt cuộc đời tôi. Đừng có nhăn. Đâu có nhăn, tôi đâu có nhăn. Đừng có nhăn mà tôi nói là đừng có nhăn. Không, không có nhăn. Tự nhiên. Tự nhiên cái da mặt nó trùng vậy luôn hả? Trời sao vậy? Trời, nám nè chứ không phải là không nám nha. Rồi sao tự nhiên không chăm sóc cho bản thân mình? Nói ra là buồn luôn á. Thiệt luôn á, bản thân tôi nè, tôi còn chưa có thời gian chăm sóc nữa. Lấy đâu mà đi chơi, lau nhà, rửa chén, dọn dẹp quần áo. Đủ thứ công chuyện hết trơn, tôi nói thiệt với bà, khủng khiếp lắm luôn á. Rồi chồng đâu, không phụ bà, không san sẻ cho bà. Tự nhiên một mình làm hết vậy? Ông chồng tôi hả? Ông phải đi làm.
ổng có công chuyện rất là cao cả, đó là việc kiếm tiền. À, sau cái thời gian ổng đi làm kiếm tiền thì ổng phải đi thư giãn, gặp bạn bè, mở mang mối quan hệ. Ổng về tới nhà là khuya rồi, mệt rồi, lăn đùng ra ngủ. Sáng hôm sau lật đật đi. Rồi kịch bản cũ tiếp tục. Không có quan tâm chuyện gì, không có phụ tôi được gì hết bà ơi. Tôi tưởng đâu là hồi nào giờ bà, từ khi cưới chồng tới giờ bà cắt đứt liên lạc với mọi người, tại vì hạnh phúc ấm êm bên chồng. Ai ngờ đâu là giờ thấy, tự nhiên thấy thương bà quá. Trời đất ơi, hạnh phúc ấm êm. Bà ngày xưa là người hay ganh tị với tôi nhất đúng không? Bà hay nói là trời ơi tôi cô đơn quá, tôi thấy bà có người yêu, tôi ganh tị quá, trời ơi bà sắp cưới rồi, bà bỏ tôi một mình tôi độc thân. Bà là người hay xúi tôi lấy chồng nhất luôn đó. Tôi nói thiệt với bà nha, bây giờ tôi với bà mà ra đường á là người ta nói tôi là chị hai của bà đó, chứ không phải là bạn đâu. Bởi vì tôi ngại ngùng lắm, tôi không muốn đi gặp ai hết trơn á. Nào giờ không biết, tội nghiệp bà quá. Ôi, rốt cuộc tôi không biết là tôi kết hôn để làm cái gì. Không biết quý vị khán giả nghĩ như thế nào về hoàn cảnh của cô vợ vừa rồi ạ? À, xin mời chị. Xin chào MC, xin chào ba vị khách mời và tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Tôi tên là Xuân Hồng. Trong trường hợp này, tôi thấy hầu như những phụ nữ gia đình đều rơi vào trong tình trạng giống như cô gái này. Không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Vì thế, hôn nhân trở nên tẻ nhạt và buồn chán. Dạ, cảm ơn chị. Có ai nghĩ khác không ạ? Mời anh. Xin chào MC và ba vị khách mời cũng như là xin chào quý vị khán giả. Tôi nghĩ là trước khi kết hôn thì cả hai vợ chồng thế nên bàn bạc và trao đổi rõ ràng mọi việc để tiến đến hôn nhân, mình sẽ biết được cái vai trò của mình trong cuộc sống. Trong cái tình huống này thì tôi thấy người chồng là quá vô tâm với vợ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân của mình, là khiến cho người vợ cảm thấy mình không được hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Cảm ơn anh. Còn ai cảm nhận khác nữa hả? À, xin mời chị. Xin chào MC, chào ba vị khách mời và tất cả khán giả trong trường quay. Tôi là Phương Nhi, hiện đang ở Bình Dương. Thì theo tôi, kết hôn là để tìm người cùng đồng cam cộng khổ với mình. Còn nếu như kết hôn mà khổ như cô gái trong tình huống vừa rồi, thì tôi cũng chẳng muốn kết hôn để làm gì. Cảm ơn chị. Thật ra thì em lại không có thích là tìm một người đồng cam cộng khổ, mà mình phải tìm một người đồng vui cùng sướng. Bản thân mỗi một người là đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi, khi đến với nhau thì nên là hạnh phúc nhân đôi, hạnh phúc hơn, chứ đừng mang lại những cái đau khổ cho nhau. Nhưng mà tất nhiên là thực tế cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng, cũng sẽ có những cái điều xảy ra. Thì theo như chị Phương thì chị nghĩ là trong tình huống như thế thì người phụ nữ của gia đình nên giải quyết như thế nào? Lúc mà chị coi á thì chị tự hỏi là hai người này quen nhau bao lâu rồi mới cưới? Và khi họ quen nhau thì họ tìm hiểu cái gì về nhau? Mà tại sao khi về nhà lại xảy ra quá nhiều cái vấn đề như vậy mà không thể giải quyết cùng nhau được? Tại vì mình yêu nhau thì mình phải tìm hiểu đối phương như thế nào và có phù hợp với mình để mà cùng nhau xây dựng một cái cuộc sống hôn nhân hay không. Theo anh thì anh có cái lời giải đáp cho Phương là thực ra thì không phải là họ không có thời gian mà không hiểu nhau đâu, mà là cái tâm lý của một người đàn ông khi mà họ đã có được độc quyền cái điều đó rồi thì đó là điều hiển nhiên rồi, thì họ sẽ rất là ỷ lại, bắt đầu không có trân trọng như lúc đầu nữa. Đúng rồi không? Tức là đó, khi mà đã kết hôn rồi đó là một cái, đó là một cái mặt trái của hôn nhân, là họ sẽ thấy là ok, cái người đó mình đã sở hữu rồi và đó là điều hiển nhiên, những điều người ta làm là trách nhiệm chia ra, họ nghĩ như vậy. Còn đàn ông đã cưới vợ về là phải nghĩ cho người đàn phụ nữ của mình, thế thôi. À, rất là đồng ý với anh Thiêm, mặc dù là em là em sẽ binh bà vợ, nhưng mà cái ý mà anh nói là cả hai người đều có những sự thiếu sót là đúng, phải nhìn về cả hai phía. Anh đã từng ngồi với bạn của anh là con trai á, thì cũng chỉ đi làm xong cái đi chơi đi nhậu xong không về nhà phụ vợ, cứ ngày qua ngày, còn vợ thì cứ im lặng chịu đựng. Nhìn cái hai người đó thật ra thì mình thấy là đều, cả hai đều có lỗi hết, đều không sống thật với bản thân của mình hết. Tại sao không nói ra đi, ví dụ mệt thì mình cứ nói mình mệt, mình muốn chia sẻ mình cứ nói chia sẻ. Phải có những cái thỏa thuận ngay từ đầu. Như đối với em á thì em cảm thấy là mỗi người đều có một cái cá tính và một cái tính cách khác nhau. Đúng rồi. Thì hai con người để có thể sống cùng với nhau cả suốt một cái khoảng thời gian rất dài, ít nhiều gì đó họ cũng phải có một cái sự chịu đựng ở nhau. Khi mà mình quyết định đến với một ai đó thì luôn luôn mình cũng phải có một chút lý trí tỉnh táo, là mình yêu là một chuyện, nhưng mỗi người có cái tính cách,
chuyện này mình chịu đựng được, nhưng chuyện khác mình không chịu đựng được. Vậy thì mình chọn ở bên cái người mà mình có thể chịu đựng cái tính cách đó của người ta, chứ đừng có vì mà cứ yêu xong rồi đâm đầu vô. Tại vì em nghĩ nha, trong việc kết hôn, cái sự lựa chọn nó quan trọng hơn là cố gắng. Đúng rồi. Tại vì nó đã có những điểm nó hợp nhau từ đầu và những cái điểm thỏa thuận từ đầu, đồng lòng với nhau từ đầu, thì đến khi mọi thứ nó xảy ra nó sẽ dễ dàng hơn. Thôi thì mình hỏi anh Quân đi, coi như là anh có thể tổng kết cho tụi em một vài cái cách nào khi mà mình có thể chia sẻ để người bạn đời của mình thấu hiểu hơn, giúp đỡ, hỗ trợ hơn. Một số cách mà hồi nãy giờ Diễm Phương chia sẻ và cũng là một cái gợi ý rất là thú vị á. Tại vì thật ra hôn nhân nó sẽ là một cái sự tham gia của cả hai. Tại vì nói đến hôn nhân thì phải có người chồng và người vợ. Và cái cuộc hôn nhân đó nó có hạnh phúc hay không thì chắc chắn rằng là nó sẽ phải phụ thuộc vào cái sự hết lòng, cái sự nỗ lực của cả hai vợ và chồng. Và chắc chắn rằng là để mà mình trả lời được cái câu hỏi là kết hôn để làm gì á, thì câu hỏi này không phải là chờ đến khi kết hôn rồi mình mới trả lời, mà phải hỏi trước khi mà quyết định kết hôn. Và khi mà kết hôn thì chúng ta sẽ như thế nào? Và nếu như có cái câu hỏi đó đặt ra một cách rất là nghiêm túc, rất là lý trí nhưng mà đầy chân thành, thì có lẽ rằng là cái cánh cửa hôn nhân nó cơ bản đã được định hình trước đó. Và khi mà về rồi thì giống như Diễm Phương nói, hay là giống như team chia sẻ đó, thật ra thì nó phải là một sự nỗ lực thôi. Xin cảm ơn anh Hồng Quân. Vậy thì chúng ta đã có quá nhiều ý kiến rồi, tại sao mình không bước vào trong câu chuyện này để xem tiếp diễn là cô vợ có làm như những cách mà các khách mời gợi ý cho hay không nhé. Xin mời ạ. Em ở đây chờ anh ngủ ha. Đi vô ngủ chung. Trời ơi, tự nhiên ngủ ngoài đây vậy? Đi. Buông ra coi. Gì vậy? Trời đất ơi, 12 giờ đêm rồi. Anh đi đâu giờ này mới về? Thì làm xong rồi anh đi gặp đối tác chút xíu, về trễ chút xíu làm gì mà căng như vậy hả? Trời ơi anh ơi, sao ngày nào anh cũng có công chuyện anh đi hết vậy? Ngày thì anh đi gặp đối tác, ngày thì anh đi cà phê với bạn, ngày thì anh đi nhậu. Anh đi làm 6 giờ tối là tan rồi, mà 12 giờ đêm anh mới về. Thì anh biết, nhưng mà em cũng biết là anh đi gặp đối tác, anh đi gặp bạn bè. Anh đi gặp bạn bè chỉ là để mở rộng mối quan hệ làm ăn của anh, chứ anh có đi chơi đâu mà em căng nhăn. Nè, anh nói thiệt nha, về nhà em cào nhào, em lò bầu vậy đó, em có mệt không? Chứ anh mệt quá, mỗi lần về tới nhà là trời ơi, em tụng cái bài này thiệt nhất cái đầu luôn á. Anh ơi, anh muốn em không có tụng cái bài này á, thì anh làm ơn anh đi về sớm chút xíu anh phụ em đi. Chứ sao mà công chuyện nhà tất cả mọi thứ ụp lên đầu em hết vậy anh? Anh đi làm kiếm tiền, em không đi làm kiếm tiền á, em cũng kiếm ra tiền. Mà tại sao em phải ụp mặt em vô công chuyện nhà, quần áo, giày, dép, chén bát, nấu ăn cho anh rồi anh không về anh ăn. Anh cứ đi chơi như vậy, anh bỏ mặt em vậy là sao anh? Để anh phân tích cho em nghe. Em nói là em ở nhà, em làm việc giặt giũ này đúng không? Em mệt mỏi đúng không? Em áp lực đúng không? Tại bây giờ công việc anh nhiều, anh thấy ra ngoài đường, anh thấy chia sẻ. Chứ bây giờ anh ở nhà là chết đói rồi sao? Đúng không? Công việc anh nhiều, công việc em cũng nhiều vậy. Công việc em cũng nhiều, mà về nhà em còn nhiều công chuyện hơn nữa. Toàn là việc không tên không à. Em cãi hoài, anh nói lâu rồi mà. Anh, vậy mình thay đổi quan niệm đi anh. Sao mình phải giữ cái quan niệm cũ vậy? Đâu có được. Bây giờ anh ở nhà làm việc nhà đi, em đi ra đường kiếm tiền chứ. Tự nhiên đi đổi kỳ cục vậy, không có được. Anh cứ nói vậy không à. Anh nói làm sao? Ngày xưa anh theo đuổi em, anh nói làm sao? Em ơi, kết hôn với anh đi. Kết hôn với anh á là anh làm hết, em không phải làm chuyện gì hết á. Kết hôn với anh đi, anh sẽ cho em sống trong một bộ phim. Như sau này anh về cái anh cho một chút màu xám vô cho nó ạt á, cho nó nghệ thuật. Nhưng mà hình như anh thêm quá tay cái thành đen thui luôn ha. Nhưng mà không sao, cái vấn đề ở đây là do em. Em làm quá lên thôi. Bây giờ chẳng lẽ kết hôn rồi thì người chồng không được về trễ hay sao? Ha, kết hôn rồi người chồng không được về trễ hả? Vậy tại sao em phải đi về sớm? Tại sao kỳ vậy anh? Trời ơi, con bạn em nó qua đây nó thăm em nè. Nó nói em á là sao mà để cho cuộc sống nó tàn tệ dữ vậy? Tại sao em không chăm sóc cho mình mà cứ phải lao đầu vô mấy công chuyện này? Anh ơi, làm phụ nữ là đã khổ lắm rồi, đã cực lắm rồi. Làm phụ nữ là phái yếu rồi, đã thua kém đàn ông nhiều lắm rồi. Mà kết hôn lầm người á thì càng cực khổ hơn, thì càng sai lầm hơn. Bây giờ em khẳng định với anh nha, em kết hôn với anh là sai lầm đó. Em không hiểu em kết hôn với anh để làm cái gì. Quý vị khán giả nghĩ sao đây? Phải làm sao đây? Xin mời ạ. Xin chào MC cùng ba vị khách mời và tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi tên là Yến Nhi.
tôi thấy hai vợ chồng trong tình huống trên đều bị vỡ mộng trong hôn nhân, rằng sau khi kết hôn thì không được như họ mong muốn. Tôi nghĩ các bạn trẻ bây giờ nên sống thực tế và suy nghĩ đủ chín chắn thì hãy bước vào mối quan hệ hôn nhân. Cảm ơn em. Có ai cảm nhận khác không? Xin mời chị. Xin chào MC, xin chào ba vị khách mời và quý vị khán giả. Tôi là Thùy Nhung. Xem xong tình huống trên, tôi thấy ông bà ta có câu là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cho nên vai trò của người chồng hay người vợ trong nhà đều bình đẳng như nhau. Tôi nghĩ là vợ chồng nên cùng nhau vun đắp, san sẻ để cho cuộc sống hạnh phúc hơn. Dạ, cảm ơn chị. Xin mời anh. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lộc. Tôi xin chào MC, quý vị khán giả. Thì theo tôi nghĩ là người chồng nên quan tâm đến vợ của mình nhiều hơn, cả về mặt cảm xúc, cuộc sống cũng như là công việc, để người vợ cảm thấy có chỗ vừa vững chắc bên cạnh, để cô ấy không cảm thấy cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Cảm ơn anh. Cái khách mời nãy giờ là em thấy là khi mà quan sát cái tình huống vừa rồi là cũng có rất là nhiều cảm xúc. Ôi, chị thấy hai vợ chồng này căng thẳng như sắp ly hôn tới nơi. Cảm thấy rất là sợ. Nếu là chị thì chị phải làm sao? Nếu mà là chị thì mình phải thay đổi kế hoạch tác chiến, tìm cách để nói chuyện để cho chồng hiểu ra cái vấn đề để chúng ta cùng nhau có thể giải quyết được. Nhưng mà nói là nói như thế nào và ứng xử ra sao tụi em phải được thấy tận mắt mới được. Chị Phương là một diễn viên mà, chúng ta mời chị ấy hóa thân vào cô vợ xem là có thể chuyển hướng câu chuyện sang một hướng êm xuôi tốt đẹp hơn hay không. Mọi người đồng ý không ạ? Dạ. Xin mời chị Phương. Thôi đừng có nói nữa, trời ơi anh nhức cái đầu lắm rồi. Anh đã nói rồi, mọi chuyện rất là đơn giản, không có gì hết trơn á. Tất cả mọi chuyện là do em làm quá lên thôi. Bây giờ chẳng lẽ khi kết hôn rồi thì người chồng không được về trễ hay sao? Không phải là em muốn căng thẳng với anh. Em cũng biết là anh mệt, bản thân em cũng mệt, em cũng không muốn hai vợ chồng mình gây gổ làm gì hết trơn á. Nhưng mà đơn giản một cái điều là vì em lo cho anh thử nghĩ đi, ngày nào anh cũng đi làm từ sáng đến tối. Mà đã vậy còn đi cà phê rồi đi nhậu nhẹt như vậy, đến 12 giờ đêm, 1 giờ khuya anh mới về, rồi thời gian đâu anh nghỉ ngơi. Bây giờ em có thể hy sinh tất cả mọi thứ đi, em làm công việc nhà, em nấu cơm nấu nước, vì em muốn làm cho anh vui, vì em muốn vun đắp cho gia đình của mình. Thì bản thân anh cũng phải cùng em để xây dựng cho tương lai của tụi mình chứ. Em biết là anh làm việc với đối tác, anh cần phải tiếp khách, anh phải nhậu nhẹt thế này thế nọ. Nhưng mà lỡ như có cái gì đó xảy ra, lỡ như anh bệnh thì sao? Thì lúc đó cái gánh nặng ở trên vai em nó càng nặng hơn nè. Chứ không phải là vì những cái chuyện nhỏ nhặt đó là em phải gồng gánh thế này thế nọ đâu. Nếu như anh có cái chuyện gì thì em sao đây? Anh có nghĩ tới điều đó không? Trời ơi, có phải nay vợ tôi không vậy? Tự nhiên nói những câu hết hồn luôn á. Thôi được rồi, được rồi nè, được rồi. Giờ về đi, anh hiểu hết rồi, anh hiểu nỗi lòng của em rồi. Từ đây anh sẽ cố gắng sắp xếp lại thời gian, sắp xếp lại lịch làm việc. Anh sẽ dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Cái em cần là chỉ cần anh về nhà anh ngồi anh ăn cơm với em thôi đúng không? Còn cái việc công việc nhà tụi mình có thể cùng nhau hết mà. Rồi bây giờ anh hứa, kiếm tiền thì anh cũng kiếm tiền, em cũng kiếm tiền mà. Hai đứa tụi mình cùng nhau tất cả mọi thứ. Rồi anh biết chứ rồi. Chứ em đâu có đổ cái gánh nặng tiền bạc lên vai anh đâu đúng không? Rồi bây giờ vậy đi, mình chốt là gì? Cho dù thời gian có như thế nào, làm việc có như thế nào, có bận rộn như thế nào thì anh cũng sẽ dành thời gian về nhà ăn cơm với em, cùng em san sẻ mọi việc. Chúng ta cùng nhau chia sẻ gia đình này nha. Thiệt không? Thiệt. Gì vậy? Nãy giò mấy cái áo sơ mi cho anh nó mỏi tay. Ôi ôi đây, để massage đấm bóp cho nè. Đó. Được chưa? Hết mỏi chưa? Những giọt nước mắt đã rơi và người đàn ông đã cảm động. Cái chiêu này hay quá chị, giờ mà chia sẻ bí quyết cho tụi em nha.
Ở nhà thì thực ra nhiều lúc chị cũng có gây lộn. Dạ. Nhưng mà bản thân mình cảm thấy á, bạn mình cần được quan tâm thì người đối phương của mình cũng cần được quan tâm. Thì mình chỉ cần nói cho họ hiểu là mình yêu thương và quan tâm đến họ như thế nào. Thì chị nghĩ là tất cả những điều đó thì những cái người đàn ông á, người ta sẽ cảm nhận được và người ta sẽ suy nghĩ lại về những hành động hay là những sự vô tâm của người ta đối với mình. Thật ra thì kết hôn á, mang đến cho chúng ta không phải là một cái gì gọi là ràng buộc hay là một cái chiếc nhẫn hay là một cái tờ giấy gì hết. Đó là trách nhiệm. Vì cái trách nhiệm đó mà đôi khi sẽ là cái cản bước cho chúng ta làm những điều sai trái. Anh cũng rất là thích những người phụ nữ họ tâm lý, họ mềm mỏng. Phương là đã lên làm một cái tình huống mà cho rất là nhiều gia đình. Anh nghĩ là khi mà coi tình huống này thì sẽ rút được kinh nghiệm rất là nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn anh Thiên. Với anh Quân thì cái quan điểm chính xác hơn về hôn nhân được không? Trước hết là phải khen Diễm Phương một lần nữa, thì bởi vì quá là xuất sắc luôn. Và trong cuộc đời của mỗi con người, chúng ta sẽ phải điều chỉnh bản thân mình, thì như vậy nó mới có thể tạo được một cái sự hài hòa, và hôn nhân này thì nó mới có thể bền vững được. Chứ nếu không thì rất là khó để có thể biết trước được là điều gì xảy ra trên cái hành trình hôn nhân đó. Cảm ơn anh Quân rất nhiều ạ. Như vậy là với những chia sẻ của khách mời, khán giả cũng như là chuyên gia tâm lý thì chúng ta đã có được những cái góc nhìn rất là khác nhau khi mà chúng ta tiến đến hôn nhân. Hôn nhân không phải là chỉ màu hồng, cũng không phải chỉ màu xám, mà có lẽ nó bảy sắc cầu vồng. Và vẽ nó như thế nào là do mỗi người chúng ta. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng và trang bị cho mình những kiến thức để khi đến với một chặng đường mới của cuộc đời, chúng ta sẽ không bị hoang mang, lo lắng nữa. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với những chia sẻ và những gợi ý hữu ích trong chương trình ngày hôm nay nhé. Thật ra thì kết hôn á, mang đến cho chúng ta không phải là một cái gì gọi là ràng buộc hay là một cái chiếc nhẫn hay là một cái tờ giấy gì hết. Đó là trách nhiệm. Vì cái trách nhiệm đó mà đôi khi sẽ là cái cản bước cho chúng ta làm những điều sai trái. Mình lựa chọn một người yêu mình và mình cũng yêu người đó và sẵn sàng cùng nhau thay đổi để mà có thể bên nhau và xây dựng cái tổ ấm cho mình. Và chắc chắn rằng là để mà mình trả lời được cái câu hỏi là kết hôn để làm gì á, thì câu hỏi này không phải là chờ đến khi kết hôn rồi mình mới trả lời, mà phải hỏi trước khi mà quyết định kết hôn. Và khi mà kết hôn thì chúng ta sẽ như thế nào. Và nếu như có cái câu hỏi đó đặt ra một cách rất là nghiêm túc, rất là lý trí nhưng mà đầy chân thành, thì có lẽ rằng là cái cánh cửa hôn nhân nó cơ bản đã được định hình trước đó. Nhưng không phải là chỉ màu hồng, cũng không phải chỉ màu xám, mà có lẽ nó bảy sắc cầu vồng. Và vẽ nó như thế nào là do mỗi người chúng ta. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng và trang bị cho mình những kiến thức để khi đến với một chặng đường mới của cuộc đời, chúng ta sẽ không bị hoang mang, lo lắng nữa. Quý vị thân mến, chương trình Quyền Năng Phái Đẹp xin được phép khép lại tại đây. Hoàng Oanh rất là cảm ơn sự tham gia rất là nhiệt tình của ca sĩ Tim, diễn viên Diễm Phương và đặc biệt là tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân cùng với tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Chúng ta hãy cùng gặp nhau vào thứ Sáu hàng tuần lúc 19:15 để cùng theo dõi chương trình Quyền Năng Phái Đẹp trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sao anh lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của anh lên em hết trơn vậy? Anh sống lâu hơn em, kinh nghiệm anh nhiều hơn em, cho nên em phải nghe lời anh, hiểu không? Anh nói cái gì phải làm cái đó, đừng có cãi. Rồi vợ chồng mỗi một ngày, cái khoảng cách mỗi một ngày nó càng dài, càng dài, càng dài ra. Ở đây không ai sai hết, mà là do chúng ta đến với nhau từ những cái khúc mắc trong cái quan điểm, nó làm cho chúng ta gặp những cái bất đồng trong cái mối quan hệ vợ chồng mà thôi. Chúng ta có khác biệt quan điểm như thế nào thì cũng phải chịu khó ngồi xuống lắng nghe để tâm đến cảm xúc của đối phương. Cái quan trọng là chúng ta phải lắng nghe và quan sát lẫn nhau để tìm hiểu cái sự khác biệt. Và khi mình đã hiểu sự khác biệt rồi á, thì mình phải trao đổi với nhau